Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bảo Anh không muốn đăng ký kết hôn, sợ tranh chấp tài sản và con cái. Bảo Anh từng tâm sự muốn bạn trai tương lai phải yêu cô nhiều hơn so với tình cảm cô dành cho nữ kia. Trong những ngày vừa qua, Bảo Anh đã chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo khán giả cho đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng dù bị công chúng liên tục truy hỏi về tin đồn mang bầu. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc được cho là Bảo Anh khóa môi trai trẻ kém hơn 7 tuổi đang khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Giữa những lùm xùm trên, dân tình đều ra sức tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến Bảo Anh. Đặc biệt mới đây, một phát ngôn của nữ ca sĩ cách đây khoảng một năm trước đã thu hút sự quan tâm từ phía một bộ phận khán giả. Cụ thể khi trả lời phỏng vấn với Vietnamnet, Bảo Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân sống độc lập và không thích hình thức hôn nhân. Lý do cô đưa ra vì không muốn xảy ra những ồn ào không đáng có về sau này. Tôi không muốn cùng người yêu đi đăng ký kết hôn chỉ để có một danh phận để sau này dễ bề giải quyết tranh chấp tài sản và con cái. Đồng thời nữ ca sĩ cho biết nếu tương lai làm mẹ, cô sẽ dành hết tình cảm cho con hơn cả bản thân. Dù bị nhiều người ở quê dục lấy chồng nhưng cô cho rằng bản thân đang độc thân vui vẻ. Nhưng tôi hiện chưa sẵn sàng yêu một ai đó nhiều hơn chính mình cả. Thậm chí nếu có bạn trai, tôi muốn tìm một người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ. Khoảnh khắc được cho là bảo anh khóa môi trai trẻ. Được biết chàng trai trong hình chính là Vũ Công từng nằm trong đội nhảy của nữ ca sĩ khi cô tham gia một chương trình giải trí. Trước đó, Bảo Anh từng bị cư dân mạng phát hiện sử dụng những bức ảnh cũ chụp từ năm ngoái để đăng tải trên trang cá nhân. Bạn trai tin đồn kém 7 tuổi của Bảo Anh là ai? Bạn trai tin đồn của Bảo Anh là thí sinh của chương trình Dread Den Việt Nam mùa đầu tiên. Trong đội của chính nữ ca sĩ làm huấn luyện viên, Bảo Anh vừa để lộ khoảnh khắc khóa môi một chàng trai mà nhiều người hâm mộ đoán là bạn trai của nữ ca sĩ. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô không có động thái phủ nhận. Chàng trai khóa môi Bảo Anh chính là thành viên thuộc team của nữ ca sĩ ở Stretch Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Anh có nghệ danh Nega, tên thật là Nguyễn Đỗ Quốc Anh, sinh năm 1999 đến từ Hà Nội. Mặc dù Nega không giành được ngôi vị quán quân, nhưng anh luôn là thành viên nổi bật trong đội của Bảo Anh. Còn nhớ tại Straight Dance Việt Nam, ứng viên đầu tiên mà Bảo Anh muốn chọn vào team của mình chính là Nega. Ngay sau khi hiệu lệnh bắt đầu, Bảo Anh lập tức chạy ngay vào phòng của anh chàng và thuyết phục. Chỉ biết cách làm cho bản thân tỏa sáng thì sẽ dùng phương pháp đó để giúp em tỏa sáng. Nhiều khán giả cho rằng Bảo Anh đã ưu ái cho Nega trong chương trình. Chính cô thể hiện ca khúc ước mơ của mẹ để hỗ trợ phần trình diễn của anh. Chàng trai này có gương mặt góc cạnh đầy cá tính. Trên trang cá nhân, nam vũ công thường xuyên gây ấn tượng với gu thời trang độc lạ. Chàng trai sinh năm 1999 theo đuổi vũ đạo được hơn 8 năm. Tình tin đồn của Bảo Anh quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống từ đầu năm 2023. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo